Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam thực hiện được 9 mô hình sản xuất nông nghiệp sạch. Nhà máy sợi Hòa Xá là nhà máy sợi hiện đại nhất trên địa bàn tỉnh Nam Định. Ninh Bình chú trọng công tác bảo vệ an toàn thực phẩm, bữa ăn bán trú cho học sinh. Nguy hiểm tình trạng xe tự chế đưa đón học sinh tại trường tiểu học xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên có nhiều cơ sở hộ kinh doanh chế biến thực phẩm chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chương trình. Nhờ thực hiện liên kết chăn nuôi lợn gia công đảm bảo sản xuất thực phẩm sạch với công ty cổ phần Marvin Office của Australia, nên trang trại của gia đình ông Vũ Văn Âu ở xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên luôn có đầu ra và thu nhập cao, ổn định. Hiện trang trại của gia đình ông Vũ Văn Âu có diện tích rộng hơn 3 hectare, được quy hoạch xa khu dân cư, thường xuyên chăn nuôi lợn với số lượng gần 10.000 con một năm, trung bình 3.000 con một lứa. Với phương pháp chăn nuôi gia công khép kín cho công ty cổ phần Marvin Office, gia đình ông Âu chỉ bỏ vốn làm chuồng trại. Trang trại được vận hành theo quy trình của công ty đảm bảo tiêu chuẩn giống, thức ăn sạch từ đầu vào, ứng dụng công nghệ cao trong chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh. Sản phẩm lại được công ty bao tiêu toàn bộ để chế biến thực phẩm sạch theo chuỗi nên đã cho thu nhập cao và ổn định. Hiện giá lợn tăng cao, bình quân 4 tháng xuất chuồng một lứa. Mỗi con lợn đã cho gia đình ông thu lãi khoảng gần 1 triệu đồng. Hiện trang trại còn tạo việc làm cho 10 lao động tại địa phương. Đây cũng là cách làm hay đối với nhiều nông dân chưa đủ vốn, khả năng tiếp cận và dự báo thị trường. Việc liên kết chăn nuôi cho các tập đoàn, công ty là hướng lựa chọn hạn chế được rủi ro. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam về sản xuất nông nghiệp sạch, làm vệ tinh, liên kết chuỗi các cơ sở doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, huyện Thanh Liêm đã triển khai thực hiện được 9 mô hình với diện tích 204 hectare. Trong đó tiếp tục duy trì thực hiện 2 mô hình sản xuất rau củ quả sạch diện tích 4 ha tại xã Thanh Tân và Liêm Túc, thực hiện mới 7 mô hình sản xuất lúa giống, lúa hàng hóa chất lượng diện tích 200 ha tại 7 xã trong huyện. Huyện Thanh Liêm phấn đấu đến hết năm 2018 có thêm 9 mô hình sản xuất rau củ quả sạch với diện tích 20 ha, thông qua đó tạo phong trào phát triển sản xuất nông nghiệp sạch có năng suất, chất lượng sản phẩm và giá trị sản xuất cao trên cùng đơn vị diện tích. Vụ đông năm nay, công ty cổ phần sản xuất Hưng Việt ký kết hợp đồng với một số hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tập trung ở thị xã Chí Linh, huyện Kim Thành, Cẩm Giàng và hội nông dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Cùng với nhiều hộ dân trồng rau cải bắp, hoa lơ xanh, hoa lơ trắng, cà rốt, theo mô hình liên kết chuỗi với tổng diện tích khoảng 500 ha, công ty đầu tư cây giống, kỹ thuật trồng và lịch trồng rau với từng địa phương, đơn vị cơ sở. Tất cả sản phẩm đã được ký hợp đồng giá thu mua theo thỏa thuận, không phụ thuộc vào giá thị trường. Việc liên kết theo chuỗi đã giúp các hộ dân yên tâm sản xuất, không lo được mùa mất giá và được giá thì lại mất mùa. Tính đến nay, doanh thu của xí nghiệp may Thái Hà, tỉnh Thái Bình đạt 75 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Đảm bảo việc làm ổn định cho 600 lao động với mức thu nhập bình quân 7,3 triệu đồng một người một tháng, mọi khoản chế độ của người lao động được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Đạt được kết quả trên là do doanh nghiệp chú trọng đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến, thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ và tay nghề của công nhân, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 và hệ thống quản lý Lean trong quản lý sản xuất. Chú trọng chăm lo, cải thiện đời sống, điều kiện làm việc của người lao động. Vụ đông năm nay, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đề ra mục tiêu gieo trồng 1.200 ha cây màu. Bên cạnh duy trì vững chắc các mô hình trồng rau chất lượng cao, huyện Gia Bình chỉ đạo mở rộng diện tích một số cây màu như bí, cà rốt, hành, tỏi nhằm từng bước xây dựng vùng sản xuất chuyên canh theo hướng hàng hóa, đưa vụ đông trở thành vụ chính thứ ba. Với diện tích vụ đông trên 1.200 ha, huyện Gia Bình đã hướng tới xây dựng thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Năm nay, bên cạnh tiếp tục mở rộng diện tích cây màu, huyện Gia Bình có chủ trương để các hợp tác xã chủ động phương án sản xuất, tự quyết định trồng các loại cây màu phù hợp với thổ nhưỡng và có hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, toàn huyện đã gieo trồng được 1.100 ha, đạt 92% kế hoạch. Trong đó, một số cây màu đã vượt chỉ tiêu đề ra như cà rốt, bí xanh, hành, tỏi. Hiện nay,
huyện đang chỉ đạo hoàn thành nốt một số cây màu đang còn trong khung thời vụ như khoai tây, khoai lang và một số cây rau màu khác. Đáng chú ý là trong sản xuất nông nghiệp nói chung và vụ đông nói riêng, huyện Gia Bình đã xây dựng được các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, có sự liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà, bao gồm các công ty cung ứng giống, vật tư, phân bón, chuyển giao khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm. Hợp tác xã sẽ trở thành trung tâm sản xuất các loại rau màu, bảo đảm chất lượng cung ứng cho các công ty theo thỏa thuận đã cam kết. Thưa quý vị và các bạn, đầu tư xây dựng hạ tầng nhà máy hiện đại với dây chuyền máy móc có tỷ lệ tự động hóa cao là định hướng phát triển của nhiều doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh để nâng cao tính cạnh tranh và theo kịp xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Đối với vấn đề này, Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định đang là một trong những doanh nghiệp đi đầu bằng việc xây dựng và đưa vào vận hành nhà máy sợi Hòa Xá. Đây là nhà máy sợi hiện đại nhất trên địa bàn tỉnh Nam Định hiện nay. Công trình nhà máy sợi Hòa Xá được Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định đầu tư với tổng kinh phí 368 tỷ đồng tại khu công nghiệp Hòa Xá, có quy mô 3,12 vạn cọc, công suất 7.000 tấn sợi mỗi năm. Nhà máy có nhà xưởng thiết kế hiện đại phù hợp với môi trường công nghiệp, áp dụng mô hình sản xuất tiên tiến, trang thiết bị đồng bộ, dây chuyền sản xuất liên hợp khép kín, áp dụng công nghệ thông tin, điều khiển trên màn hình với hệ thống quản lý thông minh, chính xác, tự động hóa cao, tiết kiệm thời gian, sức lao động và nguồn nhân lực. Với cái mức độ vào đầu tư hiện đại như thế này thì nên là giảm được cái lực lượng về lao động và các máy hoàn toàn về tự động. Từ cái khâu về đổ sợi là cái vất vả nhất thì chúng tôi đã làm được những cái đã đỡ được sức người. Và cái khu vực và đánh ống của chúng tôi là cái khu vực mà nó cũng là chỗ mà cũng rất tốn về lao động, thì chúng tôi đã giảm được cái lực lượng lao động ở đấy từ trước đây là phải 4 người thì bây giờ chúng tôi chỉ còn có 1 người có thể đảm nhiệm được cái công việc đó. Sản lượng đã được nâng lên và đồng thời và cái chất lượng của chúng tôi cũng được nâng lên. So với các nhà máy cùng sản xuất kéo sợi khác của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định, nhà máy sợi Hòa Xá có năng suất cao hơn hẳn. Sản phẩm sản xuất ra hạn chế được lỗi, đảm bảo chất lượng cao. Sau 1.5 năm đưa vào sử dụng khai thác thương mại, nhà máy vận hành hiệu quả, đạt năng suất cao, đảm bảo thu nhập cho người lao động trên 6,5 triệu đồng một người một tháng. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thành đoàn Phủ Lý tỉnh Hà Nam khánh thành và bàn giao điểm vui chơi cho thiếu nhi tại nhà văn hóa tổ 8 phường Quang Trung. Hưởng ứng các hoạt động trong chiến dịch Hoa Phượng Đỏ, Thành đoàn Phủ Lý đã chỉ đạo thực hiện một điểm vui chơi cho thiếu nhi tại nhà văn hóa tổ 8 phường Quang Trung. Điểm vui chơi thiếu nhi được lắp đặt với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa và sự đóng góp của đoàn viên thanh niên của thành phố. Nhân dịp này, Thành đoàn Phủ Lý đã trao tặng 5 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ thành phố trong việc tạo sân chơi an toàn lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi, giúp các em thiếu nhi có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Thông qua đó nhằm khơi dậy tinh thần phấn đấu, vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện của các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2017, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Hải Dương đã phối hợp với nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan thực hiện chiến dịch uống sữa và vận động để khỏe mạnh dành cho trẻ em tuổi học đường. Nội dung quan trọng của chiến dịch này là chương trình giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể lực cho trẻ. Đến nay, chương trình đã lan tỏa tới các trường mầm non, trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh, giúp các thầy cô, các bậc phụ huynh xây dựng thói quen dinh dưỡng và vận động hợp lý cho trẻ em. Mục tiêu của chiến dịch uống sữa và vận động để khỏe mạnh dành cho trẻ em tuổi học đường nhằm góp phần phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, hạn chế sự gia tăng tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ em lứa tuổi tiền học đường và học đường. Các yếu tố bao gồm 4 nhóm thực phẩm quan trọng, 3 bữa chính, 2 ly sữa cùng 1 giờ vận động hàng ngày là công thức cho một cơ thể khỏe mạnh. Sự phát triển toàn diện của các em học sinh được tiếp cận qua nhiều hình thức đa dạng như thuyết trình, vấn đáp, đố vui khó thưởng, trò chơi và điệu nhảy flash mob. Vui tươi, sôi động và tràn đầy năng lượng tích cực là điều dễ dàng nhận thấy ở các buổi tuyên truyền như thế này. Chương trình đã được triển khai từ năm 2017 đến nay. Và năm 2018 thì công ty sữa Hà Lan cũng đã tài trợ miễn phí cho trên 50.000 hộp sữa. Chúng tôi tiếp tục đề nghị Trung ương hội cũng như là công ty sữa Cô Gái Hà Lan sẽ tiếp tục triển khai chương trình dự án trong những năm tiếp theo.
Trong năm 2018, chương trình sẽ tiếp cận hơn 200.000 học sinh tại các tỉnh thành trong cả nước. Những thông điệp về dinh dưỡng và vận động sẽ được lan tỏa một cách tích cực. Những đứa trẻ sẽ được thụ hưởng những gì tốt đẹp nhất từ xây dựng thói quen dinh dưỡng và vận động hợp lý vì những thế hệ vàng của người Việt Nam. Cùng với đảm bảo tốt về dinh dưỡng, các trường tiểu học mầm non ở thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đặc biệt quan tâm tới vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các bữa ăn bán trú của học sinh. Chính vì vậy, trên địa bàn thành phố không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Thành phố Tam Điệp có 21 trường, nhóm trẻ có bếp ăn bán trú với tổng số 6.456 trẻ. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố thường xuyên có văn bản chỉ đạo các trường có bếp ăn bán trú tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Trong đó yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc việc ký kết hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm, phải có nguồn gốc rõ ràng, bữa ăn đảm bảo ngon, cân bằng dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các trường học có bếp ăn bán trú tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, từ việc nhập nguồn nguyên liệu, chế biến, tổ chức bữa ăn cho học sinh đến việc lưu mẫu thức ăn, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp học. Với nhà trường thì luôn luôn là có cái sự giám sát chặt chẽ, trong đó là giám sát của ban giám hiệu, rồi nhà trường cũng đã mời ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên đến kiểm tra cái việc nhận thực phẩm, giao nhận thực phẩm, rồi là cái chế biến và cái định mức khẩu phần của các cháu. Nhà trường đã cử các đồng chí y tế học đường và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho cái việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày và đúng theo quy trình, có sổ sách theo dõi và cái hủy thức ăn đảm bảo theo đúng quy định. Do thực hiện nghiêm các quy định nên các bếp ăn bán trú ở các trường của thành phố Tam Điệp luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Học sinh được nuôi dưỡng, chăm sóc chu đáo, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất cho các em. Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội thảo các giải pháp mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân tại các khu công nghiệp. Tại hội thảo, các đại biểu đại diện các ngành, các đơn vị y tế và đại diện một số khu công nghiệp đã được nghe các báo cáo nghiên cứu mới nhất liên quan đến sức khỏe sinh sản, như đánh giá kết quả điều trị chữa ngoài tử cung bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Sản Nhi, giải pháp nâng cao kiến thức thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lao động nữ. Đặc biệt, hội thảo được nghe đề tài nghiên cứu cấp tỉnh của ngành y tế về xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân tại khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đây là đề tài được nghiên cứu cấp tỉnh được ngành y tế thực hiện trong 2 năm 2017-2018. Theo đó, nghiên cứu điều tra khảo sát 1.600 nữ công nhân cho thấy có đến 58% nữ công nhân bị nhiễm khuẩn đường sinh sản. Đồng thời, kiến thức kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản của đại bộ phận nữ công nhân trong diện nghiên cứu còn hạn chế. Trên cơ sở đó, nghiên cứu cũng chỉ ra những giải pháp cụ thể để can thiệp nhằm cải thiện tình trạng trên. Bước vào năm học 2018-2019, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nam Định chỉ đạo các nhà trường, các đơn vị giáo dục thực hiện tốt công tác quản lý và giáo dục học sinh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường tổ chức tuần lễ sinh hoạt học đường nhằm giúp học sinh làm quen với môi trường giáo dục mới, với thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập, phương pháp giáo dục và cách đánh giá kết quả giáo dục trong nhà trường, xây dựng mối quan hệ giữa các khối lớp trong nhà trường, tạo tình cảm, niềm tin của học sinh đối với trường lớp, thầy cô và bạn bè trong môi trường học tập, rèn luyện thân thiện, tích cực và hiệu quả. Nâng cao nhận thức của học sinh về truyền thống của nhà trường, tiếp cận với các điều kiện về cơ sở vật chất, điều lệ, quy chế, nội quy, quy tắc ứng xử và các quy định khác liên quan của nhà trường để học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức được trách nhiệm của mình, rèn luyện một số kỹ năng cần thiết khi bước vào năm học mới. Các hoạt động được tổ chức phù hợp với điều kiện của mỗi nhà trường, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự quản của học sinh, gắn với các hoạt động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Thưa quý vị và các bạn, chiếc xe gắn máy được thiết kế không giống bất cứ loại xe nào nhưng vẫn chở vài chục học sinh mỗi lượt, khiến nhiều người giật mình. Chỉ vì tiện lợi, tiết kiệm thời gian công sức đưa đón con tới trường, mà hiện nay nhiều phụ huynh đã không ngần ngại phó mặc tính mạng con em mình trên những chiếc xe tự chế. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại trường tiểu học Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Thưa quý vị và bạn, theo tìm hiểu chúng tôi thì chiếc xe tự chế này được thiết kế chở tới 20 cháu học sinh tiểu học
tuy nhiên lại không có đăng ký, đăng kiểm và không được phép lưu hành. Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra tình trạng rệu rã, chắp vá của chiếc xe. Do là xe tự chế nên hầu hết các bộ phận đều được lắp ghép từ nhiều loại xe khác nhau mà thành. Thùng xe chế tạo bằng khung sườn kim loại có mái che bằng tôn bên trên. Các thiết bị như đèn, còi, phanh được lắp ráp chẳng theo một quy chuẩn nào. Dù không đăng ký, đăng kiểm, nhưng với cách bố trí 5 băng ghế sơ sài như thế này thì thùng xe có thể chứa tới 20 cháu học sinh tiểu học. Đáng nói, trường tiểu học Tân Hòa nằm ngay sát tỉnh lộ 454, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông đúc, đặc biệt vào giờ cao điểm. Chỉ riêng tính hiếu động, nghịch ngợm khi các cháu ngồi chung xe nô đùa cũng sẽ khiến chiếc xe mất thăng bằng, rất dễ xảy ra tai nạn. Không phủ nhận những tiện ích mà xe đưa đón học sinh mang lại, nhưng phải lựa chọn được những phương tiện phù hợp, đảm bảo an toàn cho trẻ. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, từ đầu năm đến nay, các cấp hội phụ nữ tỉnh Hà Nam đã duy trì và xây dựng mới 37 loại hình với 1.554 mô hình dân vận khéo. Các mô hình được xây dựng đã phát huy hiệu quả như chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, chăn nuôi an toàn sinh học, sản xuất lúa giống chất lượng cao, trồng rau an toàn, trồng rau hữu cơ, gieo xạ bằng công cụ xạ hàng, sản xuất tiêu dùng nông sản thực phẩm an toàn, tuyên truyền vận động hội viên tích tụ ruộng đất xây dựng mô hình sản xuất rau củ quả sạch. Qua thực hiện, các mô hình đã có 1.068 điển hình tiên tiến, trong đó có 369 tập thể cá nhân được các cấp ngành khen thưởng. Trên 90% cán bộ công chức, cơ quan chuyên trách cấp tỉnh đăng ký xây dựng một sáng kiến hoặc một chuyên đề mới trong thực thi nhiệm vụ được giao. Các mô hình đã góp phần tạo sức mạnh tổng hợp trong cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở. Sau 7 tháng tranh tài sôi nổi quyết liệt, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh lần thứ 8 đã kết thúc tốt đẹp. Đơn vị huyện Tam Bình đã xuất sắc giành vị trí cao nhất trên bảng tổng sắp huy chương với 76 huy chương các loại. Đứng ở vị trí thứ hai là đơn vị huyện Quế Võ với 61 huy chương, trong đó 23 huy chương vàng, 15 huy chương bạc, 23 huy chương đồng. Vị trí thứ ba là đơn vị huyện Thuận Thành. Nhìn vào thứ hạng này, có thể nhận thấy sự vươn lên mạnh mẽ của những địa phương vốn trước đây chỉ được biết đến với thế mạnh ở môn thể thao mang thương hiệu của quê hương như vật Gia Bình, Việt Giã Quế Võ, võ cổ truyền Thuận Thành. Thì nay đã có sự phát triển đồng đều ở tất cả các môn thể thao khác so với các địa phương như Yên Phong, thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh. Ngoài khâu tổ chức bài bản chuyên nghiệp thì chất lượng và số lượng vận động viên cũng tăng rõ rệt so với kỳ đại hội trước. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự phát triển lớn mạnh không ngừng của cả thể thao thành tích cao lẫn thể thao phong trào của tỉnh. Kết quả này sẽ là tiền đề quan trọng để thể thao Bắc Ninh chinh phục các thứ hạng tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 8. Theo kết quả điều tra, trên địa bàn huyện Văn Tang, tỉnh Hưng Yên hiện có nhiều cơ sở hộ kinh doanh chế biến thực phẩm không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra thực tế tại 23 cơ sở hộ kinh doanh chế biến thực phẩm trên địa bàn huyện Văn Tang thì có tới 9 cơ sở không đạt yêu cầu về điều kiện vệ sinh, giấy xác nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, không có kiểm dịch thú y trước khi lưu thông ra thị trường, tức là chỉ khoảng 60% các cơ sở hộ kinh doanh đạt yêu cầu. Điều đáng nói là dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng nhiều cơ sở hộ kinh doanh vẫn hoạt động bình thường kể cả khi không có bất cứ thủ tục hành chính nào. Trên địa bàn huyện có 2 cơ sở tiết mổ được đăng ký cấp phép tại Nghĩa Trụ và Vĩnh Khúc, còn lại hầu hết là tự phát không đủ thủ tục hành chính, điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mặc dù đã có quy định và chế tài xử phạt về quảng cáo giao vặt sai quy định, nhưng những hình ảnh quảng cáo ở cột điện, cây xanh công cộng gây phản cảm, bức xúc đối với người dân vẫn diễn ra tràn lan, ghi nhận tại tỉnh Thái Bình. Dọc theo quốc lộ 39B, đoạn qua xã Vũ Ninh, huyện Kiến Sương, không khó để gặp những quảng cáo giao vặt trên tường, cột đèn, cột điện, thậm chí cả trên biển báo giao thông. Nội dung quảng cáo từ khoan cắt bê tông, hút bể phốt, dịch vụ xe taxi, cầm đồ đến tuyển lao động cho vay tín chấp. Theo nghị định của chính phủ quy định, xử phạt hành vi treo đặt dán vẽ quảng cáo các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Ngoài việc xử phạt người có hành vi nêu trên thì các cá nhân đơn vị có sản phẩm dịch vụ hàng hóa quảng cáo
cũng sẽ bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Mặc dù vậy, nhưng đến nay những biển quảng cáo giao vặt vẫn còn xuất hiện tại nhiều địa phương mà chưa được xử lý. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.